là địa phương có tiềm năng lợi thế về nguồn năng lượng, đặc biệt là cơ hội rất lớn từ năng lượng tái tạo. Tỉnh Ninh Thuận đang hướng đến phát triển ngành kinh tế mũi nhọn là năng lượng xanh, hydro xanh và khu vực công nghiệp trung hòa carbon. Ninh Thuận là tỉnh duyên hải có cường độ năng lượng bức xạ mặt trời vào hàng cao nhất cả nước, đem đến tiềm năng và cơ hội rất lớn từ năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, không phát thải carbon để sản xuất hydrogen xanh ta sử dụng những năng lượng xanh hơn sạch hơn thay vì sử dụng những năng lượng hóa thạch từ điện than này đòn vân thì bọn mình sẽ tập trung rất là nhiều vấn đề về phát triển về điện năng lượng mặt trời điện gió. Ninh Thuận hiện đã có một số dự án đầu tư sản xuất năng lượng sạch hydrogen nổi bật nhất là khu phức hợp năng lượng xanh quy mô lên tới 4.247 ha của tập đoàn Trung Nam. Mục tiêu công suất hydro xanh của tỉnh là 250.000 tấn trên năm vào năm 2030 và 2,5 triệu tấn trên năm vào năm 2050. Theo tính toán, tiềm năng xuất khẩu hydro xanh từ điện mặt trời và điện gió của Việt Nam có thể đạt 23 triệu tấn mỗi năm với các thị trường có nhu cầu nhập khẩu hydro lớn trên thế giới là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Ý. Ninh Thuận sẽ là địa phương chủ lực đóng góp cho xuất khẩu hydro xanh của Việt Nam Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 là một trong những trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của quốc gia. Đây là cái cơ sở pháp lý để các nhà đầu tư nghiên cứu xanh phát triển trong lĩnh vực này. Đòi hỏi là các cơ chế chính sách phải đảm bảo đầy đủ, thực hiện theo lộ trình. Phát triển năng lượng sạch, hydrogen xanh là giải pháp công nghệ bền vững. Nhưng theo các chuyên gia, Ninh Thuận cần thời gian dài và nguồn vốn lớn để phát triển thị trường. Để thu hút các nhà đầu tư, cần sự ổn định trong các chính sách từ trung ương đến địa phương đặc biệt về thuế đất thuế hydro để hướng tới mục tiêu ninh thuận là nơi sẽ đặt trung tâm công nghệ và dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng nam trung bộ nam bộ